hiện tại đang ở room 14 cho nên là không muốn đánh support. Đang đánh room 14 cho nên là không muốn đánh support. Survey là sợ tôn rồi này. Nhanh nhanh chọn con lết nào để chơi nó ơi. Nhà mẹ con tay dài. Đánh mẹ con súng đi. Đánh nó súng nó sướng. Ôi thằng này mua rìu đi mẹ đéo đi lên với nó luôn. Đấy là cái điều chắc con mẹ chắn luôn. Có người mua gà này. Ủa Eza mít. Tôi mít nhé. Giả vờ hỏi thế đã. Mua cái tango. Đấy, ok. Vừa mấy hôm nọ nóng nảy cho nên là với cả bây giờ cũng đang hơi buồn ngủ nữa, đéo biết là có vui được hay không. Không nên mua nhành cây, mua hẳn cái mặt quay bên để cho start farm là tốt. Nhưng mà ô thế ạ, bịt mẹ nó để mình solo vãi luôn. Rồi không phải sợ. Không phải sợ. Xem là ước lượng tình hình này. Ok, có vẻ ngon đấy. Gì nữa? Con Medu Formation. Ha. Ôi trời ơi, thằng bò lút địt mẹ nó. Đồ nó cứng đéo chịu được. Mày thế nó không đầy nì kìa. Địt mẹ lại trượt. Ôi địt mẹ, nó block nhiều vãi lồn. Thôi xong. Mày thế vừa đổ tiền lên giày. Ôi địt mẹ tính nhầm đam rồi. Địt mẹ block nhiều đam vãi lồn. Địt mẹ đang ngon thằng lồn này. Pick Barathum check ấy. Đang tập trung con blood. Đồ nó cứng quá. Tờ đấy chứ.
Blood này là Blood định farm rừng, bất đắc dĩ đi ra ngoài. Cuối cùng mình gặp nó. Thêm con Bara vào, đèn đéo chịu được. Ok, đít mẹ. Rồi. Rồi, tao đéo ngu tao đứng lại bánh này đâu. Đít mẹ, bây giờ tao mới bắn mày. Đít, con đi đít. Mày thế vẫn ăn được à? Rồi, con Blue farm rừng. Ôi trời, ôi trời ơi, hai hit. Ngon lắm, tôi có cheat rồi. Bắn nhanh, bắn nhanh. Nhưng mình đéo quen đánh súng lên phay lắm, cảm thấy đéo hay. Tìm con Blood bạn ơi. Ôi trời ơi, đít. Từ chạy ra ngoài đã, đéo quân anti. Thế là xong. Ô, ngon này. Ngon. Thôi, đi mẹ. Mấy con thua rồi. Mình là một combo thằng kia chết này. À, thùm xuống bot. Đi mẹ mày, bờ lóc đan bố mày nữa đi. Đi mẹ nó cho. Nào mày ra, tao cho mày một combo là mày bay này. Đúng rồi. Đúng rồi, block creep vào. Kéo cả bọn này ra đây. Ngày mới lấy được nhiều level. Cho mày ăn hết. Khỏe vào tí còn tăng cơ giúp tao. Ăn trụ sớm. Lấy cái hút máu chạy vào rừng an toàn. Mất bố cái trụ rồi. Take care of it.
này thì stack kịp 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 thôi nhá, đi mẹ mày, bạn này là của tao. Lên tốt nó cao cao lên tí, mình có cái tele phóng con bọt lút rồi. Đéo có hút máu là bị mẹ tốn nhiều máu lắm. Đi mẹ thum level 7. Creep lên đi, chắn đường nhanh. Ôi đít mẹ, đít mẹ. Sao có búp chạy nhanh à, hết mana thì tôi ăn cặc à. Ngon. Chuyện đó đéo ai ngờ thằng Blood nó thông minh thế. Nó cũng đéo thấy con taxi hết mana luôn, nó chạy ngược lại. Hút lên 600 máu đi. Không bịt mẹ tí anh thum lên anh ý mẹ. Có lời hỏi thăm. Thôi em farm thì thôi, em đéo đứng ở đây nữa đâu. Địt con mẹ chuyển chít sờ trang ngay. Bố mày có 4 magic. Ôi cái địt. Cái địt. Ai là Sven cũng hút máu. Rồi thế thì mình chỉ cần một loại hút máu này thôi. Mẹ mua cái mắt nét vào tí nữa vào combat nó đấm mình vỡ mồm. Bây giờ đéo lên mắt nét được. Blood, Bara, Info thì sang trai. Cứ lên đúng đồ đã. Cứ lên đúng đồ đi đã. Lại điểm start khỏe đã. Tìm đéo ai cắm mắt này. Đâu có người mua mắt đấy chứ. Mình mua cái tango cho vui. Ôi đi mẹ mất trụ bây giờ. Ô ăn trụ nè. Ôi trời ơi, bên nó con thum cứ kết hợp với một con nữa là mình mệt vãi lồn. Đi ăn dân và ăn dân ăn dân. Rồi anh kia anh đi. Anh mua mắt nhưng anh chưa kịp cắm. Xem bên nó cắm mắt không. Cho tao mana làm đéo gì. Tao có thiếu thốn lồn đâu.
chưa chưa phải đối tượng mà mình cần. Bên mình có ba trụ đấy, không cần cái kiểu lên lô tha, bên nó có ba thu, bên nó sẽ phải tiến vào bên mình, thu phục con Centaur vào, tránh con Invoker nó săn trai kèm với con Barathum nữa, chưa đam với con quái rừng mà mình thu phục. Mình là lết mà, bọn nó đi tìm mình chứ mình cũng chả cần đi tìm bọn nó. Tình hình là chưa thu phục được. Lấy tạm vậy. Chưa thu phục được thì lấy tạm. Nhả một cái skin ở đây. Xuống ngay địt mày. Ôi chết con mẹ. Bát bát bát. Phải lồn bát. Phải lồn bát. Bát đấy thì thật sự đéo biết nói gì. Đang có xe này. Đang có xe này, P này. Thu 10 giây nữa cơ. Gọi lên. Địt mẹ, nhưng mà đéo phải là đánh. Đi scout. Thu ra kìa. Ôi thu ra, ôi thu ra, ôi thu ra. Mày đùa. Ô, chạy ra đây gấp 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 gấp. Ok, thành công rồi. Còn bên nó là cắm mắt. Hả luôn, bên nó cắm mắt. Đây rồi. Rồi, địt mẹ mày. Mày nghĩ tao có đứng ở lại? Ở đứng đứng xíu, nó sắp chạy. Để đi cơ. Thu mà, địt mẹ thu. Lút thì sao? Đấy, phải mua hút máu. Hút máu thì mới lấy được máu để farm tiếp, được đéo phải về. Piu. Piu. Rồi, mất một bãi này. Xem tao đây rồi. Team mình đang ở dưới bot khá đông. Chúng ta sẽ không đánh lẻ phát này, chúng ta sẽ đánh theo teamwork. Mặc dù nó có vẻ hơi thừa nhưng mà mình muốn địt con mẹ đừng bao giờ thể hiện sức mạnh trước team tao. Tao đéo có lô tha nhưng mà tao đéo phải là một thằng cầm súng để chạy. Đấy. Nào địt mẹ thằng Barathum trách xuống đây. Sven cái lồn để P. P thì bố mày P. Sổ. Riêng nói về cái khoản đép á, quá easy. Đầu tiên
Ôi địt con mẹ. Thứ hai. Địt con mẹ. Chạy ngay. Con chó chạy ngay. Piu. 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 Ngu này. Ngu này. Mua hai cái tele vô. Có địt mẹ. Rồi, đây là khoảng thời gian quay về đây hưởng sái bãi Essen mà mình tạo ra. Bên Yasa thì con Medo trận này nói chung là Medo gặp mình phá linh ken dễ không. Mà bên mình lại còn có cả Ezreal nữa. Ô cái đi, cái lồn gì vậy? Cái lồn gì vậy hả anh? Đít mẹ, đít, 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 đít. Đấy gọi là thằng thôn kéo bạn vào chỗ chết. Ngoài. Con xem tàu phải chết thu phục con khác. Nhưng mà nó phải gây đam với mình đã, xong rồi nó chết xong, nó phải gây đam với mình, nó chết xong cũng không muộn. Bắn con này phát lấy magic à. Game này còn farm nhiều lắm. Magic luôn. Đéo cần bắc linh ken. Vẫn đang trong trạng thái farm. Bên mình có Sven siêu carry về đam. Còn PA đéo phải là đối nữa đi con mẹ. Đồ đạc vãi cả lồn, hay lấy mẹ em đi. Ok bán đồ sau vậy. Không phải là Manta cũng chẳng phải là Sanghei để lên song kiếm, cũng chẳng phải là Bắc Linh Ken mà là mua cái lô tha để tăng thêm tốc độ đánh vào. Đi mẹ, tao thách mày đụng vào người nó đấy, mày chết rồi. Thằng số tôm lên trước tao, số tôm nó bay này, nó kéo này, kéo đi chết mẹ. Ôi trời ơi, tôn kìa, ôi trời ơi. Nhanh lên. Rồi. Tao hỗ trợ. Ôi địt mẹ hỗ trợ đéo kịp rồi. Cái địt con mẹ lại chuyển đồ. Bố mày là carry đấy. Để bố mày chuyển đồ với. Đủ sáng kiếm. P không? Đi phải Sven, tao với cả Sven đang ý định muốn P này, mấy thằng kia. Mấy thằng kia muốn đi học P. Chúng ta thật là vất vả quá đi. Rồi em sai, em cảm thấy em sai trái vãi lồn. Đi đi bố bắn, bố bắn bắn. Anh taxi anh đi xa quá. Rồi ok. Ok mày nhảy vào đây. Ô đi mẹ thằng này thì kéo lõi cơ. Đi mày làm sao con chó. Hình như con gà nó lên lúc nào mình không biết. Thôi 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 thắng rồi thắng rồi.
xuống bóp phan, xuống bóp phan. Về nhà các kiểu xong rồi. Lý mẹ. Gì đây? Thắng ngay. Cầm cà ri dù mày thích lắm. Đáng lẽ ra mình đéo xanh trên top đâu. Riêng một mình thằng Blood có khi nó thừa sức cân mình.